Chào mừng tất cả các em học sinh đến với kênh học trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau với môn sinh học lớp 9, bài 48, quần thể người. Mục tiêu bài học của chúng ta hôm nay các em cần đạt được cho cô: một, kiến thức phân tích sự khác nhau cơ bản giữa quần thể người và các quần thể sinh vật khác, trình bày được mối quan hệ giữa tăng dân số và phát triển xã hội. Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng phân tích hình ảnh, xử lý thu thập thông tin. Thái độ: giáo dục cho các em thay đổi nhận thức về dân số và phát triển xã hội để sau này chung tay với cộng đồng thực hiện tốt pháp lệnh dân số. Cấu trúc bài học của chúng ta sẽ gồm 3 phần các em. 1 là sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác. 2 là đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của quần thể người. 3 là tăng dân số và phát triển xã hội. Riêng ở cấu trúc số 2 là đặc trưng về thành phần nhóm tuổi quần thể người. Cô mong các em tự học. Phần này chúng ta sẽ tự học ở nhà nhé. Trước khi cô trò chúng ta bước vào trao đổi bài học mới, chúng ta sẽ làm bài tập củng cố kiến thức cũ của em nhé. Nội dung bài tập củng cố như sau. Các em nói cho cô nội dung cột A tương ứng với nội dung của cột B. Các em nhìn. Nhìn và các em suy nghĩ làm cho cô nha. Đáp án của cô là 1C. Cá chép, cá rô phi, cá mè sống chung trong một ao, không phải là một quần thể sinh vật. 2A. Khi môi trường sống thuận lợi, số lượng cá thể của quần thể tăng lên. 3D. Những dấu hiệu đặc trưng của quần thể sinh vật là tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ quần thể. Và cuối cùng, đáp án 4D. Tập hợp các cá thể lúa trong một đồng ruộng là một quần thể sinh vật. Chúng ta chuyển sang bài mới. Bài 48, quần thể người. Tìm hiểu phần 1, sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác. Các em chú ý cô sẽ chiếu các hình ảnh sau đây. Một số đặc điểm có ở quần thể người. Các hình ảnh này các em có thể nghĩ đến điều gì nào? Đây là hai hình ảnh về đặc điểm kinh tế. Về đặc điểm kinh tế. Đây là đặc điểm về pháp luật, hôn nhân. Chúng ta sẽ quan sát tiếp. Nhìn đây là những hình ảnh mà các em thấy rất thân quen phải không em? Các chiến sĩ áo trắng của chúng ta đang ngày đêm chống với dịch Covid đây này. Một hình ảnh rất thân quen và rất cảm động. Y tế, giáo dục và văn hóa. Như vậy sau khi quan sát các hình ảnh cô vừa trình bày với các em, cô trò chúng ta sẽ thực hiện bài tập này. Bảng 48.1, đặc điểm có ở quần thể người và quần thể sinh vật khác. Đây là bảng so sánh các đặc điểm về giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong, pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hóa. Chúng ta bắt đầu thực hiện. Với bảng này các em xác định cho cô đặc điểm nào có ở quần thể người và có ở quần thể sinh vật. Đây là đáp án của cô. Các em nhìn đáp án của cô nhé. Trên đáp án này thì chúng ta thấy rằng là tất cả những đặc điểm về giới tính, lứa tuổi, mật độ,
sinh sản, tử vong, cả hai quần thể đều có, cả quần thể người và quần thể sinh vật khác đều có. Tuy nhiên, các đặc điểm pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hóa, vân vân, quần thể người có, quần thể các sinh vật khác không có. Như vậy, qua bài tập trên, chúng ta có thể tìm được những điểm giống nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác. Đó là, cô nhắc lại, đó là các đặc điểm giống về giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong. Các đặc điểm không có hay nói là các đặc điểm khác nhau giữa quần thể người và các quần thể các sinh vật khác. Về các đặc điểm pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hóa. Như vậy, các đặc điểm khác nhau này làm sao quần thể người có được? Con người có được những đặc điểm này khác với là các quần thể sinh vật khác, bởi con người chúng ta có tư duy, cho nên những đặc điểm này khác so với là quần thể sinh vật. Chúng ta có thể đến kết luận sau đây. Ngoài những đặc điểm chung của một quần thể sinh vật, quần thể người còn có những đặc trưng mà các quần thể sinh vật khác không có. Đó chính là những đặc trưng về kinh tế xã hội như pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa, vân vân. Sự khác nhau đó là do con người của chúng ta có lao động và có tư duy như cô vừa trình bày. Phần 2, đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người. Phần này các em tự học ở nhà nhé. Cô trò của chúng ta sẽ chuyển sang phần 3. Tăng dân số và phát triển xã hội. Theo em, tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây? Thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thiếu trường học, bệnh viện, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, chậm phát triển kinh tế, tắc nghẽn giao thông. Thì chúng ta nhìn thấy rằng tất cả những trường hợp này, hay nói cách khác là tất cả những hậu quả này, khi tăng dân số quá nhanh đều vướng phải. Chúng ta hãy nhìn, tất cả đều vướng phải. Các em quan sát các hình ảnh sau. Nhìn các hình ảnh này, các em có thể nghĩ về điều gì? Chúng ta có thể thấy rằng đây là hình ảnh những trẻ em châu Phi suy dinh dưỡng rất là nặng em. Các hình ảnh nghèo ở miền núi nước ta nè, tình trạng ô nhiễm môi trường nè, dịch vụ y tế quá tải nè, và chặt phá rừng đầu nguồn. Tất cả những hình ảnh này phản ánh một thực trạng rằng khi tăng dân số nhanh sẽ tác động rất tiêu cực đến chất lượng đời sống của nhân dân, tác động đến ô nhiễm môi trường, đè nặng đến các dịch vụ y tế, giáo dục và tệ nạn phá rừng. Các em thân mến, tăng dân số trở thành một sức ép lên lương thực, thực phẩm, nước và các nhu cầu về y tế, giáo dục, đặc biệt là tăng về lượng giao thông, tăng đô thị dẫn đến ô nhiễm môi trường. Như vậy chúng ta còn nhận định tiếp rằng là gia tăng dân số nó sẽ tác động tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường, cạnh tranh việc làm, nhiều người thất nghiệp hơn do thừa lao động. Hơn nữa là chúng ta sẽ thấy rằng là thay đổi nhanh bầu khí quyển và thay đổi khí hậu. Đặc biệt những đất quốc gia nghèo, việc tăng dân số sẽ làm cho nước đó càng trở nên nghèo hơn các em ạ. Như vậy, mục tiêu đặt ra cho mỗi quốc gia, lãnh thổ là làm sao phải đảm bảo dân số ổn định, phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Dân số và phát triển xã hội là hai vấn đề liên quan khá mật thiết với nhau các em. Do nhận thức đúng đắn về điều này các em, cho nên ở Việt Nam của chúng ta là một trong những quốc gia
coi công tác dân số là một trong những bộ phận khá quan trọng của chiến lược phát triển toàn diện đất nước. Như vậy, ở Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về vấn đề kinh tế xã hội, xem dân số và phát triển kinh tế xã hội là một mối liên quan cơ bản cần phải nắm bắt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và toàn xã hội. Như vậy, với nhận thức đúng đắn đó, Việt Nam của chúng ta đã ban pháp lệnh dân số, trong đó thực hiện số con sinh ra phải phù hợp với lại khả năng nuôi dưỡng các em, đặc biệt khả năng chăm sóc của mỗi gia đình và hài hòa với sự phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên, môi trường của đất nước. Như vậy, có người nói rằng các em có cái câu nói như thế này: trời sinh voi, trời sinh cỏ. Theo cô, đây là một quan điểm sai lầm. Là người học sinh, sau khi học bài này thì các em phải nhận thức đúng đắn hơn về quan điểm dân số. Đặc biệt các em phải luôn luôn ghi nhớ mối tương quan giữa phát triển dân số và phát triển xã hội. Việc tăng dân số quá nhanh tác động rất nhiều tiêu cực đến đời sống, chất lượng cuộc sống, tăng sức ép lên môi trường. Những tác động tiêu cực khi tăng dân số quá nhanh tác động đến hai vấn đề cơ bản: suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường. Đây là hai vấn đề về tài nguyên và môi trường. Cô vừa phân tích cho các em là khi tăng dân số quá nhanh, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về cái suy giảm tài nguyên và môi trường bị ô nhiễm. Đối với việc suy giảm tài nguyên thì nó sẽ tác động lên năm mặt sau đây: rừng bị suy giảm, đất đai bị xói mòn thoái hóa, khí hậu nóng lên, mực nước ngầm hạ thấp, khoáng sản bị cạn kiệt. Lĩnh vực ô nhiễm môi trường thì chúng ta sẽ thấy nó tác động lên hai lĩnh vực, đó là sẽ gây nên ô nhiễm môi trường nước và ô nhiễm môi trường không khí. Như vậy là cô trò chúng ta vừa phân tích tất cả những tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá nhanh. Cô cũng rất hy vọng rằng sau này các em sẽ trở thành những người công dân góp phần vào cùng chung tay với lại quốc gia xây dựng tốt pháp lệnh về dân số nhé. Chúng ta đi đến kết luận sau. Để có sự phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần phát triển dân số hợp lý. Không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu chỗ ăn, nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác, vân vân. Chúng ta đi vào các bài tập sau đây các em để củng cố cho bài học nhé. Chọn câu trả lời đúng nhất. Quần thể người khác với các quần thể sinh vật khác vì bốn đáp án này: A. Có những đặc điểm sinh học khác những quần thể sinh vật khác. B. Có đặc điểm về giới tính, pháp luật, hôn nhân, giáo dục. C. Có những đặc trưng về kinh tế xã hội như pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa. D. Có đặc điểm về mật độ sinh sản, pháp luật, hôn nhân, giáo dục. Trên tinh thần bốn đáp án này thì chúng ta sẽ chọn đáp án C. Đây là đáp án đúng nhất. Còn các đáp án còn lại các em nhìn xem đều là những đáp án sai. Vì có những đặc điểm sinh học khác của quần thể sinh vật thì con người chúng ta cũng là không loại trừ các đặc điểm sinh học có như quần thể sinh vật khác. Còn cái đáp án B thì chúng ta nhìn nhận là chúng ta sẽ thấy rằng là trong này có cái giới tính, mà giới tính thì các quần thể sinh vật khác cũng có nè. Cũng như câu D này, về mật độ nè, sinh sản này thì các quần thể sinh vật khác đều có. Bây giờ qua câu 2. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống các từ đó. Các em nhìn trên màn hình cho cô. Các em nhìn văn bản này. Chúng ta bắt đầu thực hiện bài tập này các em. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia nhằm đảm bảo tốt chất lượng cuộc sống, môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, đảm bảo phát
triển kinh tế xã hội, đẩy lùi tình trạng thiếu nơi ở, lương thực, thiếu trường học, bệnh viện, tắc nghẽn giao thông, gây cái gì này? À, sức ép lên môi trường. Như vậy là bài học của chúng ta đã kết thúc. Các em về nhà học bài cũ và chuẩn bị cho cô bài mới quần xã sinh vật với các câu hỏi. Thế nào là một quần xã sinh vật? Những dấu hiệu điển hình của một quần xã sinh vật. Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã. Mọi thắc mắc của các em có thể liên hệ số điện thoại và email trên màn hình. Cô chào tạm biệt các em và hẹn các tiết học sau các em nhé.